tướng Tô quyết tâm đốn tiếp trụ thứ ba, đẩy thủ tướng vào thế phải đấu tranh sinh tồn. Bốn vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân đặt cho cụm từ tứ trụ triều đình, nghĩa là bốn trụ này có quyền quyết định tất cả những vấn đề về kinh tế, an ninh, quốc phòng, bao trùm mọi vấn đề của đất nước. Mặc dù mức độ quyền lực không giống nhau, nhưng trên cơ bản đây là vị trí cao nhất trong bộ chính trị, cho nên khó có nhân vật nào ngoài tứ trụ mà có thể hạ được trụ, trừ Tô Lâm. Hiện nay Tô Lâm đã hạ đến hai trụ trong thời gian rất ngắn kỷ lục. Điều này cho thấy trật tự quyền lực trong đảng đang bị đảo lộn tùng phèo. Về thực quyền, mạnh nhất là Tổng Bí Thư, kế đến là Thủ tướng, xếp thứ ba là Chủ tịch Quốc hội, cuối cùng là Chủ tịch nước. Tô Lâm bắt đầu tấn công tứ trụ, trụ yếu nhất là trụ Chủ tịch nước. Sau khi Chủ tịch nước ngã, Tô Lâm nâng dần độ khó lên, ông đánh tiếp Chủ tịch Quốc hội và đã khiến trụ này ngã một cách chóng vánh. Giờ đây, liệu Tô Lâm có nâng tiếp độ khó lên nữa hay không? Nếu có, tất nhiên mục tiêu tiếp theo sẽ là Thủ tướng. Tô Lâm đang chuẩn bị thành lập cơ quan chuyên bắt cóc ở nước ngoài, bao gồm 100 lính tinh nhuệ, sẽ nhắm đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay, trong chính phủ có 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ, tổng cộng là 30 cơ quan lớn nhỏ khác nhau. Trong 30 cơ quan này có 2 bộ quan trọng mà người đứng đầu phải là Ủy viên Bộ Chính trị, đó là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai bộ này trên danh nghĩa là thuộc chính phủ, nhưng thực chất họ không tuân lệnh của Thủ tướng mà thường nghe theo lệnh trực tiếp từ Tổng Bí Thư. Đặc biệt, Tổng Bí Thư cũng là Bí Thư Quân ủy Trung ương, tức là về mặt đảng, Tổng Bí Thư là người đứng đầu Bộ Quốc phòng. Ngoài hai bộ nắm giữ lực lượng vũ trang kể trên, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc chính phủ đều thuộc quyền quản lý của Thủ tướng. Như vậy, Thủ tướng là người có quyền lực rất lớn, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính vì thế, muốn húc đổ Thủ tướng không hề dễ dàng. Đây là một thách thức lớn đối với Tô Lâm. Trước khi ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa, có 4 ứng viên cho chức Tổng Bí Thư nhiệm kỳ tới bao gồm Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Tức là tỷ lệ chọi 1/4, nghĩa là Tô Lâm có 25% khả năng chiến thắng. Sau khi Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị loại khỏi vòng chiến đấu, tỷ lệ chọi đã giảm xuống còn 1/2, tức là Tô Lâm có 50% cơ hội chiến thắng. Như vậy, tỷ lệ chiến thắng cho Tô Lâm đã được nâng lên gấp đôi. Tuy nhiên, tỷ lệ 50% vẫn không thể đảm bảo, người dân gọi tỷ lệ này là năm ăn, năm thua, nghĩa là vẫn còn cửa thất bại. Phạm Minh Chính đang đấu tranh sinh tồn trước một Tô Lâm manh động. Như vậy, để chắc chắn có thể ngồi vào ghế Tổng Bí Thư, thì ắt hẳn Tô Lâm cũng phải tính đến bài toán loại Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, loại Phạm Minh Chính bằng cách nào lại là một bài toán rất khó với Tô Lâm. Suốt thời gian vừa qua, Tô Lâm cho quần đảo vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mục đích là tìm ra manh mối để quật sập Thủ tướng. Đến nay có lẽ ông Tô vẫn chưa thành công, nhưng càng bế tắc, Tô Lâm càng manh động và quyết làm bằng được. Từng là đối thủ của Tô Lâm trong Bộ Công an, ắt hẳn Phạm Minh Chính biết rất rõ ông đang gặp một đối thủ nguy hiểm trong cuộc đời làm chính trị của mình. Thông tin nội bộ cho Thời báo chấm đê biết Tô Lâm sẽ lập một cơ quan chuyên đi bắt cóc người ở nước ngoài. Nếu không có gì trở ngại thì dự tính đầu tháng 7 tới, cơ quan này sẽ đi vào hoạt động với 100 lính tinh nhuệ, được đào tạo bài bản và hứa trung thành với Bộ trưởng. Trước mắt, nhiệm vụ của cơ quan này dường như là tìm cho ra nơi ẩn náu của bà Nhàn để mà tóm về giao cho Tô Lâm. Xem ra, việc Tô Lâm quyết đốn cho được trụ Thủ tướng là điều có thật. Tô Lâm đang đẩy Phạm Minh Chính vào thế phải đấu tranh sinh tồn trong bộ chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Tướng Tô quyết tâm đốn tiếp trụ thứ ba, đẩy Thủ tướng vào thế phải đấu tranh sinh tồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. VinFast tại Mỹ bị giáng những đòn chí tử, nhà đầu tư Việt Nam sẽ dính chưởng ra sao?
Vào ngày 8 tháng 5, một số tờ báo của Mỹ đưa tin chiếc ô tô điện VinFast gặp tai nạn tại Mỹ vào hồi tháng trước đã gặp sự cố về hệ thống lái trước khi vụ tai nạn xảy ra, khiến chiếc xe bị cháy và 4 người trong xe đã thiệt mạng rất thê lương. Hồ sơ từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết, ít ngày sau vụ tai nạn, có người đã nộp đơn khiếu nại nhà sản xuất ô tô điện VinFast với các chi tiết khá khớp với vụ tai nạn ở Mỹ vừa qua. Người viết đơn khiếu nại cũng cho biết, trước đây họ từng gặp vấn đề với việc vô lăng của chiếc xe bị lệch, tự động lái sang phải. Người này cho biết họ là chủ sở hữu chiếc xe và người lái xe gặp tai nạn là đồng nghiệp của họ. Tờ báo Mỹ cho biết chiếc xe VinFast gặp tai nạn ở Mỹ do bị trục trặc hệ thống lái. Tai nạn giao thông có thể xảy ra với bất kỳ phương tiện nào, thương hiệu nào. Tuy nhiên, điều khác biệt là nguyên nhân gây tai nạn do lỗi người điều khiển hay do lỗi nhà sản xuất. Nếu tai nạn nói trên là lỗi của nhà sản xuất, thì VinFast sẽ gặp rắc rối rất lớn. Ở nước Mỹ, nơi có nền tư pháp độc lập, không ai có thể mua bán bản án như ở Việt Nam. Để thoát tội ở Mỹ, bị đơn có thể thuê luật sư giỏi để bảo chữa, nhưng nếu có chứng cứ đầy đủ thì không luật sư nào có thể bảo vệ được. Vậy nên, dù VinFast có bung ra bao nhiêu tiền đi nữa, thì cũng chắc chắn sẽ gặp rất khó trong vụ này. Hiện nay, VinFast đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện ở Mỹ. Hai vụ kiện tập thể do các công ty luật ở Mỹ dẫn đầu nhắm vào việc thiếu trung thực khi đưa ra các thông tin kêu gọi đầu tư trên sàn chứng khoán Nasdaq của VinFast. Một đơn kiện của tập đoàn thép đa quốc gia về việc VinFast vi phạm bản quyền với hai bằng sáng chế mà công ty này đang sở hữu. Cổ phiếu của VinFast đang phải vật lộn để không bị thủng mốc 2 đô la. Trong tuần này, giá của cổ phiếu VinFast gắng gượng lên được trên 3 đô la, nhưng rồi lại rơi xuống sát mốc 3 đô la. Với những tai tiếng đang dồn dập đổ xuống, cổ phiếu của VinFast rất khó có thể trụ lại ở mức giá thấp như hiện nay và nó sẽ tiếp tục được cho rằng xuống đáy. Trên thị trường chứng khoán, VinFast bị kiện vì đưa thông tin mập mờ với mục đích lùa gà. Trên thị trường hàng hóa thì xe bị lỗi gây tai nạn chết người và bị kiện do ăn cắp mẫu sáng chế. Không những bị kiện tụng bủa vây khắp nơi, tình hình kinh doanh của VinFast cũng không sáng sủa khi hãng này đã bị thua lỗ triền miên, ngập trong nợ nần nhiều tỷ đô la. Phần lớn xe nhập khẩu vào Mỹ thì bị làm bãi, phơi sương, phơi nắng vì không bán được. Vậy VinFast thoát đường nào đây? Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng như con nghiện cờ bạc, bị kích thích bởi sự hiếu thắng và tính may rồi. Sau mỗi lần thua thì ông lại xuống tiền nhiều hơn, mong gỡ gạc được đôi chút. Nếu nói người đánh bạc đánh cuộc với nhà cái, thì ông Vượng đánh cuộc với thị trường ô tô toàn cầu. Sau khi thua tôi tả trên đất Mỹ, ông quyết định đổ nhiều tiền hơn vào Ấn Độ với hy vọng thị trường đông dân dễ tính này sẽ mang lại chiến thắng cho canh bạc của ông. Ông Phạm Nhật Vượng đang được một canh bạc đầy rủi ro tại thị trường ô tô điện của thế giới. Câu hỏi đặt ra là ông Vượng lấy tiền ở đâu ra để mở cược hàng tỷ đô la vào những canh bạc như thế? Câu trả lời là tiền từ VinGroup, bởi việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán Nasdaq xem như đã thất bại hoàn toàn. Vậy câu hỏi phát sinh tiếp theo, VinGroup lấy tiền đâu ra để mà nuôi VinFast như vậy? Câu trả lời, tất nhiên là tiền từ nhà đầu tư tại Việt Nam, những người không được cơ chế minh bạch bảo vệ như các nhà đầu tư ở Mỹ. Thị trường Mỹ đang giáng những đòn chí tử vào VinFast và đòn đánh đó sẽ bay sang Việt Nam, giáng các nhà đầu tư chứng khoán đã lỡ mua cổ phiếu của VinGroup. Một khi hệ sinh thái của Vin sụp đổ, thì các nhà đầu tư sẽ mất trắng, còn tiền của ông Vượng thì gia đình ông ăn nhiều đời cũng chẳng hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin VinFast tại Mỹ bị giáng những đòn chí tử, nhà đầu tư Việt Nam sẽ dính chưởng ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de